Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái cây bán chi liên mà là một cái cây thảo dược mà hỗ trợ cho những người mắc bệnh tiểu đường và chống biến chứng của bệnh tiểu đường đó là sử dụng cái bán chi liên này 30 gram đun uống hàng ngày thì sẽ ổn định lại đường huyết và nó sẽ giúp cho cải thiện về vấn đề là tiểu đường. Thế thì đây là một cái cây thuốc mà hỗ trợ cho cả vấn đề là u gan, ca gan và sơ gan cực kỳ là hiệu quả khi dùng cái bán chi liên. Thế thì đây là vườn. À cây bán chiên liên mà mình đã trồng ở đây và để lấy những nguyên liệu để làm thuốc như này thì mình có thể cắt được rồi cắt được thì nó sẽ lên một cái mầm mới ở dưới gốc này này và nó sẽ phát triển lên đang lên mầm này phát triển dòng cái bán chiên liên này rất là dễ dòng với diện tích là 20 mươi hai mươi hai mươi cứ dòng diện tích hai mươi hai mươi như thế này chỉ có hai ba tháng là cắt thôi mà hiện tại bây giờ cái bán chất liên thì ở Việt Nam này để mà giống chuẩn ấy, thì uh, ít ít khi đã ai trồng, chỉ mỗi mình trồng thôi. Đấy là cái giống này. Thế thì uh, ai mà cả có thích mà giống thì có, có thể comment ở dưới bài viết ấy. Thì mình sẽ có thể là mình chia sẻ những uh, cây giống cho. Cái hạt này thì có thể là gieo uh, gieo là lên luôn, nhưng mà cái bán chất liên này gieo phải một hay hai 2 tháng nó lên mầm cơ. Thì dòng cái bán chi liên này thì Trồng cái bán chi liên thì phải 3 3 đến 4 năm mới phải thay gốc Thì gốc càng ngày nó càng to Nếu mà các bạn khai thác thì các bạn có thể cắt Như đây là vụ đầu tiên Cắt ở trên này Đấy, Cắt cao cao lên một tí và nó sẽ ra mầm đây Tụt tủa lên ngay Đó là cái cây bán chi liên thế Thì mình cũng hỗ trợ cho cái thể mà U gan Rồi là ca gan Là có hiệu quả Giúp cho con người sẽ tốt hơn trong vấn đề điều trị về vấn đề là ca gan thế thì à, về vấn đề ca gan ấy thì à, một bài thuốc hoàn hảo mà mình đang bốc cho bệnh nhân à, đều có hiệu quả chia sẻ cho mọi người ai biết đến thì có thể áp dụng và mình cũng bốc cho rất nhiều người có hiệu quả à, cây bán chi liên này 30 g và cây bạch khoa sạc tiền thảo bạch hoa sạc tiền thảo chúng ta dùng với liều lượng là 30 g và củ nghệ đen. Củ nghệ đen uh, sử dụng với liều lượng là 30g gram uh, đun nước uống hàng ngày. Thế còn nếu mà ai bệnh tiểu đường thì sử dụng mỗi cái bán chi liên này thôi là cũng được rồi. Đấy thì uh, một cây thuốc nó có rất nhiều công dụng, hiệu quả cao đến uh, cho mọi người và có tác dụng thực tế mà mình mới dòng nhiều như thế này. Ở đây thì mình dòng uh, đây là hơn 3 sao cái bán chi liên. Đấy, dưới chỗ kia nữa và sang tận kia nữa là sử dụng cái bán chân liên để bốc thuốc cho mọi người hiệu quả cao à, nhất là cái thẻ tiểu đường ấy, cứ dùng cái bán chân liên này có thể cái bán chân liên này thì có thể dòng được à, mọi nơi ở nước việt nam hay được nó không ưa nó không, không phân biệt là cái độ cao so với nước biển mà nó không cần quan trọng là à, đất như nào miễn là đất là không à, nhiễm trì Đấy, đất sạch và như ví dụ như mình đây thì dòng dưới những cái hộ ở trong bản đây và những dưới những thung lũng khí hậu sạch đất sạch là mục tiêu chính của mình là trồng những cây thuốc mà tính vì vậy thì những cái bài thuốc của mình đều có hiệu quả đấy thì nếu mà ai mà muốn dùng những cái thảo dược thuần tự nhiên cây thuốc trồng ở dưới những cái làng bản và thì liên hệ với lại nhà thuốc gia truyền dưới trung Yếu có đại sức ở map google có đấy, có thể là số điện thoại mà cần tham khảo hay là cần một cái gì đó về những cây thuốc Việt Nam ấy thì có thể liên hệ với mình mình sẽ tư vấn uh, cho quý vị và các bạn và những cái thẻ bệnh nào nào mà các bạn cần ấy, thì có thể liên hệ với mình uh, xin chào tất cả quý vị và các bạn hẹn quý vị và các bạn trong những cái video uh, lần sau trồng những cây thuốc thì đối với mình thì uh, mình chia sẻ rất thực tế những cây thuốc đang làm chữa bệnh cho mọi người và hiệu quả như dòng cây bán chế liên này cũng rất có rất hiệu quả đấy vì uh, cây bán chế liên này thì nếu mà cái chuẩn hàng chuẩn của trung ấy trung quốc ấy thì nó rất là đắt chứ không phải rẻ đây thì là một cây thảo dược mà uh, dòng dễ có hiệu quả cao có đồ chữa bệnh mà có thể đây là một cái cây mà tiềm năng để cho những người nào muốn trồng cây dược liệu tôi thầy hiếu xin chào tất cả quý vị và các bạn